Izvestia ngày 24 tháng 4 dẫn các nguồn tin am tưởng sự việc cho biết, quân đội Nga vừa triển khai tới Syria một phương tiện kiểm soát không lưu di động cực kỳ hiện đại có tên gọi Boman Boy Evaya Masina Via Navochika. Theo Izvestia, Boman được gửi tới Syria là một nguyên mẫu đang phát triển và những hoạt động thử nghiệm thực tiễn trên chiến trường của nó sẽ được hiệu chỉnh để chế tạo thành phiên bản sản xuất hàng loạt cho các lực lượng bộ binh Nga. Boman về bản chất là một xe tác chiến kiểm soát không lưu tiền phương Pháp, được Nga triển khai tới Syria nhằm mục đích kiểm định các hoạt động của nó trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các nguồn tin của Izvestia trong Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, Boman được thiết kế trên khung gầm xe bọc thép 4 bánh hạng nhẹ tích. Đây là loại phương tiện chiến đấu có không gian nội thất rộng rãi và rất cơ động với khả năng kháng mìn cao. Boman trước đây được đặt trên khung gầm xe 80 nhưng chưa được biên chế cho lực lượng bộ binh Nga. Tích được đánh giá là xe chiến đấu không thể thay thế trong điều kiện sa mạc và môi trường tác chiến hiện đại do có độ cơ động cao và khả năng ứng phó với tình huống tác chiến liên tục thay đổi. Tin liên quan. Tiết lộ chấn động, siêu tiêm kích Nga phóng tên lửa bắn nhau, một MiG-31 rơi cùng hai phi công vũ khí cực kỳ lợi hại của Trung Quốc đang bảo vệ thủ tướng một cường quốc quân sự. Mỹ hãy lắng nghe đây, những gì Nga chưa làm được ở Syria thì sẽ phải làm được ở Venezuela. Boman được trang bị một trạm thu phát vô tuyến cực mạnh, một bộ đo xa laser, một camera ảnh nhiệt cùng các hệ thống điều khiển tự động. Xe tác chiến này được tích hợp hệ thống trinh sát, chỉ huy và liên lạc che lét có chức năng truyền dữ liệu thời gian thực tới các bản đồ điện tử trên màn hình hiển thị. Boman trên thực tế là một trung tâm kiểm soát không lưu di động. Trước đây, hệ thống kiểm soát không lưu tiền phương phải mang theo nhiều thiết bị nặng nề. Nhân viên điều khiển vô tuyến phải có mặt ở gần đó. Boman có khả năng vận chuyển được nhiều thiết bị cỡ lớn hơn và mạnh mẽ hơn để truyền thông tin tới trung tâm chỉ huy và dẫn hướng cho máy bay, cựu trung tướng không quân Nga Valery Gorbenko cho biết. Boman có khả năng phát hiện các máy bay thủ địch với độ chính xác rất cao, đồng thời dẫn hướng và cung cấp thông tin chỉ thị mục tiêu để các máy bay chiến đấu và trực thăng đang hoạt động trên chiến trường.